Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, sáng ngày 13 tháng 1 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joko Widodo đồng chủ trì đối thoại doanh nghiệp cấp cao Việt Nam-Indonesia. Cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành, hiệp hội doanh nghiệp hai nước. Tại đối thoại, đại diện lãnh đạo các tập đoàn doanh nghiệp lớn hai nước đã trình bày những triển vọng kinh doanh đầu tư tại Việt Nam, Indonesia. Các doanh nghiệp Indonesia đánh giá cao sự hỗ trợ, tạo điều kiện và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của chính phủ dành cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung, trong đó có các nhà đầu tư Indonesia nói riêng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ, Việt Nam hỗ trợ doanh nghiệp bằng 3 đột phá chiến lược, đó là thể chế chính sách phù hợp với điều kiện mới, xu thế thời đại, kinh tế thị trường, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do dân, vì dân, đột phá về hạ tầng chiến lược, giảm chi phí đầu vào với tinh thần chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Tất nhiên các doanh nghiệp cũng phải kinh doanh đúng pháp luật, tôn trọng văn hóa bản địa. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẽ xem xét tích cực, thỏa đáng những yêu cầu của các doanh nghiệp Indonesia tại đối thoại này. Việt Nam sẵn sàng lắng nghe, đối thoại với các doanh nghiệp để giải quyết những vấn đề của doanh nghiệp đến cùng, với tinh thần đã cam kết thì phải làm, đã làm phải ra kết quả, cân đong đo đếm được, hài hòa lợi ích giữa hai nước, người dân doanh nghiệp. Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhấn mạnh Indonesia và Việt Nam có tầm nhìn chung, trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Để thực hiện được mục tiêu này, chúng ta cần tăng cường đối thoại và hợp tác chất lượng cao. Indonesia có tầm nhìn với việc khai trương sàn giao dịch carbon với quy mô lớn trên 200 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống đánh giá cao mở văn phòng đại diện FPT tại Indonesia để tăng cường hợp tác công nghệ cao, cũng như các lĩnh vực khác như ngân hàng, chế tạo máy. Tổng thống ghi nhận các tập đoàn Indonesia đóng góp quan trọng đầu tư của Indonesia vào Việt Nam. Hy vọng môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam ngày càng được cải thiện, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Indonesia đang làm ăn tại đây. Tổng thống Joko Widodo cũng mong các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào thủ đô mới Nusantara của Indonesia. Hy vọng các doanh nghiệp Việt Nam hiện thực hóa kế hoạch đầu tư của nước này trong tương lai. Tổng thống Joko Widodo nêu rõ, Indonesia sẽ luôn mở ra các cơ hội hợp tác cùng nhau. Về các nhà đầu tư, Tổng thống cảm ơn tất cả các kế hoạch, cam kết để hiện thực hóa các mục tiêu, khẳng định Indonesia luôn chào đón các doanh nghiệp nhà đầu tư. Chiều 12 tháng 1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã hội kiến đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc nhân dịp tham dự hội thảo lý luận lần thứ 18 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội kiến Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Thư Lỗi, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khẳng định, hội thảo lý luận lần thứ 18 diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai đảng, hai nước tiếp tục xu thế phát triển tích cực, tốt đẹp, đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Hai nước vừa kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Đặc biệt tại chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình, lãnh đạo hai đảng, hai nước nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Trung Quốc, trong đó có hợp tác địa phương, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ giao lưu hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương Trung Quốc, trong đó có Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến. Cùng ngày, hội kiến Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Thư Lỗi, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Trung Quốc đã đạt được trong 10 năm thời đại mới và quá trình triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam, trong đó chủ trương coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 12 đạt trên 207.600 tấn với trị giá hơn khoảng gần 600 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh 74% về lượng và tăng hơn 68% về trị giá so với tháng trước đó. Kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong 15 năm qua. Tính chung trong năm qua, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,62 triệu tấn, giảm 8,7% so với năm trước đó, nhưng kim ngạch đạt mức cao kỷ lục hơn 4,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,6%. Giá cà phê xuất khẩu bình quân trong năm 2023 đạt 2.614 đô la Mỹ một tấn, tăng 14,5%. Sản lượng giảm nhưng kim ngạch tăng là do giá xuất khẩu trong 12 tháng liên tục tăng mạnh.
Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng cuối cùng của năm 2023, xuất khẩu gạo cả nước đạt 492.387 tấn với trị giá đạt gần 339 triệu đô la Mỹ. So với tháng trước đó thì giảm lần lượt 18% về lượng và hơn 15% về giá trị, nhưng về tổng khối lượng cả năm 2023 tăng kỷ lục. Tổng khối lượng gạo xuất khẩu năm 2023 của Việt Nam đạt 8.131 triệu tấn với trị giá đạt gần 4,7 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 14% về lượng và hơn 35% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả xuất khẩu cao nhất trong lịch sử của ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Tuy nhiên, con số nêu trên thấp hơn ước tính trước đó được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng về việc đăng ký số lượng dự án nhà ở xã hội, số lượng đăng ký nhà ở xã hội năm 2024. Các địa phương đã đăng ký hoàn thành xây dựng 108 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 47.500 căn hộ. Trong số 108 dự án nhà ở xã hội đăng ký hoàn thành, Bắc Ninh đăng ký hoàn thành 5 dự án với quy mô 6.000 căn hộ, Bình Dương 20 dự án với quy mô 4.500 căn hộ. Đây cũng là những địa phương có số dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đăng ký hoàn thành dẫn đầu cả nước. Trong khi một số địa phương như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Nam Định, Yên Bái, Sơn La không đăng ký hoàn thành dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân nào trong năm nay. Thưa quý vị, với việc quản lý địa bàn rộng với 21 tỉnh thành, ngành điện miền Nam tập trung triển khai nhiều giải pháp trọng tâm để bảo đảm việc cung cấp điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại các tỉnh thành. Nhận định năm 2024 còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo Công ty Điện lực miền Nam tập trung chú trọng thực hiện các giải pháp vận hành an toàn hệ thống lưới điện, bảo đảm cân bằng tài chính, thực hiện tốt hơn nữa công tác quản trị rủi ro, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các tỉnh thành, nắm bắt nhu cầu phụ tải gắn với kế hoạch phát triển của các địa phương, đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn 21 tỉnh thành phía Nam. Năm 2023, sản lượng điện thương phẩm của Tổng Công ty Điện lực miền Nam đạt 85,1 tỷ kWh, cung cấp điện cho 100% xã phường thị trấn trong khu vực. Sau nhiều nỗ lực của các địa phương, dự án cải tạo kênh Tham Lương Bến Cát, rạch nước lên dài nhất thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức có 100% mặt bằng để tập trung đẩy nhanh khối lượng thi công. Hai quận Gò Vấp và quận 12 thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức bàn giao mặt bằng gói xây lấp cuối cùng thuộc dự án cải tạo kênh Tham Lương Bến Cát, rạch nước lên có chiều dài gần 32 km. Chủ đầu tư đã tiếp nhận 100% mặt bằng để tập trung cho công tác thi công. Gói thầu xây lắp số 10 trị giá 1.175 tỷ đồng, dài khoảng 8,4 km, từ cầu Trường Đai đến bờ tả sông Sài Gòn. Trước đó, 9 gói thầu khác của dự án đã được triển khai từ năm 2023. Dự án cải tạo kênh Tham Lương có tổng vốn 8.200 tỷ đồng, đi qua 7 quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến hoàn thành năm 2025, giúp cải thiện môi trường, thoát nước cho gần 15.000 hecta với hơn 2 triệu dân trong khu vực. Ngày 12 tháng 1, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho những hộ dân đầu tiên nhường đất làm dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1. So với kế hoạch đề ra, dự án qua địa bàn Đồng Nai đang bị chậm tiến độ. Trong đợt đầu tiên, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai và huyện Long Thành đã tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 19 hộ dân và một tổ chức với số tiền gần 90 tỷ đồng. Sau khi ký biên bản nhận tiền, đại diện tổ chức, hộ dân đã ký biên bản bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương triển khai dự án. Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài hơn 34 km. Để thực hiện dự án, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi diện tích đất gần 290 hecta thuộc địa bàn thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành với hơn 3.400 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 2.400 hộ dân thuộc diện phải bố trí tái định cư. Theo kế hoạch ban đầu, trước ngày 31 tháng 12, 2023 sẽ hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện thu hồi, bồi thường, tái định cư gặp nhiều vướng mắc, khiến tiến độ dự án đang rất chậm so với yêu cầu đề ra. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua các đợt tăng cường xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn, nhiều người bỏ xe khiến cho các kho tạm giữ tại thành phố thêm quá tải.
Trong năm 2023, cảnh sát giao thông thành phố xử lý hơn 650.000 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm nồng độ cồn chiếm gần 20%, số lượng xe máy ô tô bị giữ gần 155.000 chiếc. Do mức phạt lỗi nồng độ cồn tương đối cao, có khi hơn giá trị xe vi phạm, nên nhiều người đã bỏ phương tiện làm gia tăng số xe bị tạm giữ tại các kho bãi. Dù lực lượng chức năng cố gắng sắp xếp nhưng diện tích nơi chứa chưa đáp ứng yêu cầu. Hầu hết kho đều quá tải, hàng chục nghìn xe máy ô tô phải dựng ở bãi đất trống phơi nắng phơi mưa, trong khi xử lý vướng nhiều quy định tốn thời gian. Để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong mùa khô, sắp tới công an thành phố triển khai nhiều giải pháp như trang bị phòng cháy, thường xuyên kiểm tra bảo trì các phương tiện, xây dựng các phương án chữa cháy, vệ sinh kho bãi. Ngày 12 tháng 1, nhà máy đốt rác phát điện đầu tiên tại tỉnh Bình Dương đã chính thức đưa vào vận hành, có công suất 5 MW do công ty cổ phần Tổng công ty Nước Môi trường Bình Dương đầu tư, đánh dấu bước quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế xanh tại thủ phủ công nghiệp này. Cùng với vận hành hệ thống đốt rác phát điện, doanh nghiệp cũng đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất phân bón hữu cơ công suất 840 tấn một ngày. Nhà máy hiện có 4 dây chuyền công nghệ xử lý rác với công suất 2.520 tấn rác mỗi ngày, góp phần vào mục tiêu chế biến rác thành nguồn năng lượng và phân bón. Tổng mức đầu tư của các dự án lên đến 1.200 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ khánh thành, lãnh đạo tỉnh Bình Dương khẳng định đây là bước tiến lớn trong việc biến Bình Dương thành trung tâm phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường. Việc chuyển đổi rác thành nguồn năng lượng và phân bón phù hợp với xu hướng coi rác thải là tài nguyên, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn, góp phần vào cam kết giảm phát thải ròng bằng không của Việt Nam. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên được chọn là an toàn khu, nơi ở làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều cơ quan trung ương để lãnh đạo cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi hoàn toàn. Ngày nay, an toàn khu Định Hóa với sự hỗ trợ của các cấp ngành, huyện Định Hóa đã nỗ lực phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. Xã Quy Kỳ là xã miền núi, xã 135 của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, với trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 chỉ đạt 22 triệu đồng một người một năm. Nhờ sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và hỗ trợ của các cấp ngành, xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa đã về đích nông thôn mới năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm chỉ còn 11,67%. Phân công phân nhiệm rất rõ ràng trong từng thành viên của ban chỉ đạo rồi là ban điều hành nông thôn mới đến các xóm. Thế và chúng tôi thực hiện tốt cái phương châm là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Huyện Định Hóa là huyện nghèo nhất nhì của tỉnh Thái Nguyên, nhưng sau 2 năm thực hiện, huyện Định Hóa đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Toàn huyện có 22 trên 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Bằng những kinh nghiệm của mình, chúng tôi cho rằng cái việc đầu tiên là tự chúng ta không trông chờ ỷ lại được, mà phải bằng quyết tâm của chính mình, bằng nội lực trước. Cái thứ hai được sự quan tâm đặc biệt, sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và cái lan tỏa đối với người dân. Từ năm 2021 đến năm 2023, huyện Định Hóa đã thực hiện đạt và vượt 15 nhóm chỉ tiêu chủ yếu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,67% một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,2% một năm, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tăng bình quân 4% một năm. Trong phần tiếp theo của bản tin, xuân biên phòng ấm lòng dân bản trên dẻo cao biên giới cực Bắc. Đồng bào dân tộc Mông ở Hòa Bình đón Tết cổ truyền. Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn trì trệ, song ngành thuế Hà Nam đã khắc phục khó khăn và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Tổng thu do cơ quan thuế quản lý năm 2023 tỉnh Hà Nam thực hiện là hơn 12.920 tỷ đồng, đạt 116% so với dự toán trung ương, 112% dự toán của tỉnh giao và bằng 106,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2024, tỉnh Hà Nam yêu cầu Cục Thuế tỉnh ra soát nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quản lý việc kê khai thuế, nộp thuế các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, ra soát các trường hợp tổ chức cá nhân đang sử dụng đất nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất,
chưa ký hợp đồng thuê đất, có biện pháp để các doanh nghiệp cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, tránh thất thu ngân sách nhà nước. Sơn Vĩ, vùng đất biên giới xa xôi và khó khăn nhất của tỉnh Hà Giang đã trở nên ấm áp và hạnh phúc trong mùa xuân năm nay. Người lính quân hàm xanh đã tổ chức ngày hội xuân biên phòng ấm lòng dân bản, mang đến nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đồng bào các dân tộc nơi đây. Từ đó tăng cường tình đoàn kết quân dân gắn bó, tạo ra không khí vui tươi tại miền biên viễn mỗi khi Tết đến xuân về. Nằm cách trung tâm huyện Mèo Vạc gần 40 km về phía bắc, xã biên giới Sơn Vĩ có 19 thôn bản với trên 90% dân số là đồng bào dân tộc Mông. Để xua tan cái lạnh giá nơi miền biên viễn, các chiến sĩ bộ đội biên phòng Hà Giang đã tổ chức nhiều hoạt động đón Tết cho nhân dân như gói bánh chưng xanh, cấp thuốc và khám chữa bệnh miễn phí, tổ chức gian hàng không đồng, tặng 5 căn nhà mái ấm biên cương, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cũng có nghe cái chương trình là biên phòng để khám chữa bệnh miễn phí cho dân. Hiện nay nhân dân cũng rất là tập trung đông đủ. Nhưng mà bản thân tôi thì cũng được, cũng là nghe tin chúng tôi cũng đã lên để khám. Nói chung là về cái sức khỏe khám thì cũng rất là đảm bảo cho chúng tôi. Cái đấy cũng là biên phòng cũng rất là quan tâm, chúng tôi cũng rất là cảm ơn. Sự cảm ơn của anh em rất tận tình giúp đỡ cho bà con nhân dân ạ. Nhằm giúp cho người dân biên giới chuẩn bị đón một cái Tết no ấm đủ đầy, những người lính quân hàm xanh còn kêu gọi nguồn xã hội hóa, tặng 50 bồn chứa nước inox cho các hộ dân ở thôn biên giới, trao 36 suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, trao 280 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tham gia tự quản đường biên mốc quốc giới. Ở chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản được Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang triển khai hàng năm vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Với cái mong muốn của chúng tôi là cùng với cấp ủy chính quyền địa phương là chăm lo cho nhân dân khu vực biên giới được đón Tết vui tươi, đầm ấm và đầy đủ hơn. Qua đó nó thể hiện được cái tình cảm, trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng đối với lại nhân dân ở khu vực biên giới. Chương trình Xuân Biên phòng Ấm lòng dân bản được Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang lần lượt tổ chức rộng khắp cho người dân 34 xã biên giới từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chương trình không chỉ mang lại niềm vui phấn khởi cho đồng bào các dân tộc mà còn động viên nhân dân và cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Tết truyền thống của người Mông tại Hòa Bình được tổ chức vào tháng Chạp, sớm hơn Tết của đồng bào cả nước một tháng. Đến với nơi đây, chúng ta sẽ thấy cuộc sống no ấm đủ đầy của bà con, cảm nhận được sự nồng hậu, chân chất của người dân, thêm hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc Mông vẫn đang từng ngày được bảo tồn và phát huy. Cứ mỗi độ xuân về, khi những cánh hoa đào, hoa mận nở khắp núi rừng Tây Bắc, giữa các bản làng tại hai xã Hang Kia, Bà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình lại rộn rã tiếng khèn, cùng là lúc đồng bào Mông đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, ấm áp. Tết cổ truyền của bà con dân tộc Mông ở Hòa Bình. Trong ngày Tết, bàn thờ được đặt ở gian chính giữa của nhà. Ngoài ra còn hai bàn thờ phụ đặt ở hai bên cửa chính. Bên cạnh bàn thờ chính được bày biện các công cụ lao động như cuốc, thuổng, dao, dựa. Người Mông có tục dán giấy lên các công cụ lao động hàng ngày và để dưới bàn thờ như một sự tri ân những công cụ đã luôn theo mình trong lao động sản xuất suốt năm qua. Đồng bào chúng tôi ở đây thì là khi chuẩn bị báo với tổ tiên là 30 thì chúng tôi dùng một cái nắm lá tre để quét xung quanh nhà, tức là quét đi cái rủi đi để lại bước sang năm mới để có cái may mắn về trong gia đình. Lần đầu tiên được lên dự Tết Mông ở hai xã Pà Cò và Hang Kia của huyện Mai Châu. Thế thì cái cảm xúc rất là đặc biệt, cảm xúc tôi rất là đặc biệt khi mà được tham dự cái Tết của người Mông. Không khí với cái thời tiết rất là đẹp, khí hậu mát mẻ tạo cho con người cái khí thế rất là vui tươi, phấn khởi. Thế rồi cái tình cảm của đồng bào Mông ở đây rất ấm áp. Tết truyền thống là dịp để đồng bào dân tộc Mông nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm lao động hăng say và chúc nhau những lời chúc sức khỏe, bình an, mùa màng, tươi tốt, bội thu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa đợt cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024.
Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân 2024 sẽ phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông đường thủy như phương tiện không duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, chở quá vạch dấu mớn nước an toàn hoặc chở quá số người quy định, hành khách không mặc áo phao, kiểm tra các cảng, bến thủy nội địa theo quy định. Bên cạnh đó, tập trung cao điểm kiểm tra các hoạt động vận tải hành khách trong khu vực du lịch, các bến phà, bến khách ngang sông, bến hành khách, các phương tiện phục vụ hoạt động vui chơi giải trí dưới nước. Thành phố sẽ thành lập tổ kiểm tra liên ngành về kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường thủy. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ cảnh báo có thể tiếp tục tấn công Houthi. Nổ ở mỏ than Trung Quốc, ít nhất 8 người thiệt mạng. Ngày 12 tháng 1, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo nước này sẽ thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen nếu lực lượng này tiếp tục tấn công các tàu thuyền thương mại ở Biển Đỏ. Lời cảnh báo được đưa ra trong chuyến đi vận động tranh cử ở bang Pennsylvania của Tổng thống Biden. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rõ Mỹ sẽ đáp trả Houthi nếu họ còn tiếp tục các hành động thái quá. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói ông không tin các cuộc không kích của Mỹ và Anh nhằm vào các tay súng Houthi đã gây ra bất kỳ thương vong nào cho người dân thường ở Yemen. Trước đó, một nguồn tin của Quốc phòng Mỹ cho biết nước này và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công vào ngày 12 tháng 1 nhằm vào các địa điểm liên quan đến thiết bị bay không người lái, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, các hệ thống giám sát trên không và radar ven biển của lực lượng Houthi ở Yemen. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc, ông Patrick Ryder, được tờ Arab News của Ả Rập Xê Út dẫn lời vào ngày 12 tháng 1 nói rằng Mỹ đang theo dõi tiếp tình hình, nhưng hiện chưa có kế hoạch gửi thêm quân tới khu vực. Sau khi Washington và London tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng Houthi ở Yemen, Tổng thống Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi tất cả các bên không làm tình hình bất ổn ở Biển Đỏ leo thang. Ông Stephen Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres nhấn mạnh, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tiếp tục kêu gọi tất cả các bên liên quan không làm tình hình leo thang hơn nữa vì hòa bình và ổn định ở Biển Đỏ và trong khu vực. Ngày 12 tháng 1, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cũng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về hậu quả của các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở Biển Đỏ. UAE khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì an ninh trong khu vực và lợi ích của các quốc gia. Theo hãng tin Reuters, ngày 12 tháng 1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã ký một hiệp định an ninh song phương ở thủ đô Kiev. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực cho đến khi Ukraine gia nhập NATO. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky mô tả thỏa thuận an ninh với Anh là một thỏa thuận an ninh chưa từng có. Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ sự vui mừng vì đã ký kết thỏa thuận an ninh đầu tiên với Vương quốc Anh. Đây là cơ sở để hợp tác với các đối tác khác. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực cho đến khi Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trước đó, theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Anh, trong khuôn khổ chuyến thăm Ukraine, Thủ tướng Rishi Sunak sẽ công bố tăng viện trợ quân sự cho Kiev trong năm tài chính 2024-2025 lên mức 2,5 tỷ bảng Anh, tương đương khoảng 3,2 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 200 triệu bảng Anh so với khoản viện trợ mà Anh cung cấp cho Ukraine trong 2 năm qua. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, 8 người đã thiệt mạng và 15 người mất tích sau vụ nổ xảy ra vào chiều 12 tháng 1 tại một mỏ than ở thành phố Bình Đình Sơn, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Vụ nổ xảy ra lúc 14 giờ 55 phút chiều 12 tháng 1 tại mỏ than của công ty khai thác than Bình Đình Sơn, Thiên An, Trung Quốc. Điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân là do than và khí đốt phát nổ. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của thành phố Bình Đình Sơn thông báo, trong số 45 người bị mắc kẹt trong mỏ, có 8 người đã thiệt mạng và 15 người mất tích. Lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với 22 người còn lại. Tổng cộng có 425 người đang làm việc dưới lòng đất khi vụ tai nạn xảy ra và có 380 người đã được đưa ra khỏi khu mỏ trên. Ngày 12 tháng 1, chính quyền tỉnh Ishikawa, Nhật Bản bắt đầu khởi công xây dựng nhà tạm cho những người bị mất nhà cửa do trận động đất mạnh xảy ra trong ngày đầu tiên của năm mới 2024.
Chính quyền tỉnh Ishikawa của Nhật Bản có kế hoạch xây 115 ngôi nhà tạm ở thành phố Wajima và thành phố Suzu, hai địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất do trận động đất có độ lớn 7,6 vào ngày 1 tháng 1 vừa qua, và 60 ngôi nhà ở các thị trấn Noto và Anamizu lân cận trong thời gian khoảng 1 tháng. Theo đạo luật cứu trợ thiên tai của Nhật Bản, nạn nhân chịu ảnh hưởng thiên tai được hỗ trợ cung cấp chỗ ở miễn phí trong thời gian tối đa 2 năm hoặc cho đến khi họ tìm được nơi ở mới. Những người bị ảnh hưởng thiên tai có thể lựa chọn phương án thuê nhà ở với toàn bộ chi phí do chính quyền địa phương chi trả. Thủ tướng Nhật Bản ông Fumio Kishida cho biết chính phủ nước này sẵn sàng cung cấp khoảng 5.500 nhà ở cho thuê tại tỉnh Ishikawa và khoảng 17.000 nhà ở tại các tỉnh xung quanh cho những người bị mất nhà cửa do động đất. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.